học sinh. Thì duyên số đẩy đưa thế nào hai vợ chồng bạn quen nhau? Em là Phạm Minh Đăng. Thì Phạm Minh Đăng năm nay Minh Đăng mấy tuổi? 3 tuổi. À, cô năm nay được 3 tuổi rồi. Và đó là một món quà lớn nhất Thượng Đế đã dành tặng cho hai vợ chồng. Bỗng dưng sau một năm đám cưới là có em bé rồi. Mình nhớ cái câu đầu tiên mình hỏi ông xã khi mà biết là có em bé là kiểu: ôi anh ơi, giờ có con rồi chơi sao đây? Rồi biết chơi như thế nào? Thì lúc đó anh xã mới nói với mình là: ôi có con rồi chơi theo kiểu có con. Và mình cảm thấy là khi có một em bé nữa thì nó rất là diệu kỳ. Vì cả một gia đình là 3 người cùng tận hưởng cái khoảnh khắc á, mình cảm thấy nó còn hạnh phúc, trải nghiệm nó khác lạ hơn tất cả mọi người. Là nó không được vậy. Anh nói vậy. Chắc chắn là phải được. Khi có gia đình thì cảm trải nghiệm nó sẽ lên gấp 3.